làm theo cái quy trình khác là có hiệu quả không? Không, vòng vòng đây là như là không ai được hết. Vậy luôn. À, đúng rồi, vòng đây là nguyên luôn, là chỉ có ba người là thấy chung là một giống là có bị được thôi. Là chúng thôi. Đúng rồi. Còn mấy người khác là không được. Không được. Hôm nay thì Tuấn đi về Vĩnh Thuận bằng đường cao tốc từ Cần Thơ về, do giống như xe bận đi công tác rồi. Thì Tuấn đi xuống để trao thưởng một phần men cho người em tên Cường, cũng như chủ là chú Sáu, là do sử dụng con suối dầu quá chi 39 cũng như cái bộ men gây thang tự nhiên phòng bệnh hiệu quả. Rồi ngoài ra nhờ chia sẻ kinh nghiệm đại để bà con ở xung quanh nếu có điều kiện thì mình làm theo, mình học hỏi để mình nuôi tôm được hiệu quả hơn, tiến bộ hơn. À chú Sáu á, thì vừa qua con cũng có nghe Thuận nó báo về á, chỗ Cường với chú Sáu là cũng có sử dụng con súng cho quá C39 với gây thế nào tự nhiên á. Thì mình thả là cũng 2 tháng á, về dưới 40 con, rồi nó về sai tới mười mấy con mình bắt, thì cũng rất hiệu quả, cũng 80-90 triệu rồi. Thì hôm nay có cái chuyến công tác về Vĩnh Thuận á, con có báo công ty cũng như con đề xuất khen thưởng, tại vì giống như mình cũng học giỏi có thưởng và tặng chú thùng men cũng như giống như để động viên tinh thần để mình nuôi những cái vụ sau cho nó tốt hơn nữa đó. Ngoài ra mình chia sẻ những bà con xung quanh để người ta cùng nuôi cho mình có hiệu quả vậy đó. Rồi con hỏi thì những năm trước đây chú sử dụng cái con súng thường mình đi, mình gọi là súng thường mình đi địa phương thì chú thấy nó cái hiệu quả cao không? Nó cũng bền bền như thôi chứ con không cao bằng. Như năm nay thả chú xuống này nè, năm nay thả được 5 thùng bắt được 80 triệu rồi đó. Là khoảng 2 tháng rưỡi rồi bắt. 2 tháng rưỡi là nó vô nhiêu con chú? 2 tháng rưỡi là 18 con đó. 2 tháng rưỡi là 18 con ha. Nhanh dữ. Rồi bắt tới bây giờ luôn là giờ vẫn còn lại dai dữ. Là chú ba đã bắt 80 triệu rồi, bây giờ tôm vẫn còn bắt hoài. Vẫn còn. Giờ còn một hầm nữa không? Giờ còn hầm. Còn hầm nó sai nhiêu? Hầm đó rồi thả sao. Làm sao ha? Thả sao rồi khoảng 7 cái hầm nó mới mua. Mới mua sau này là bắt thả nối theo sao. Trước ở đây mình thả cái giống thường á là nó thường bị cái tình trạng gì chú? Nó chậm lớn. Chậm lớn hả? Không lớn, khoảng 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng mới bắt được. Vậy ha? 4 tháng mới bắt được. Mà nó có khi nào nó về sai gì? Nãy như chú nói là 18, 12 con không? Có 18 con rồi, nó bắt tới 12, 13 con luôn. À, cái số thường là... Không, số thường không có. Số thường là không được. Đó giờ là chú thả số thường là chưa bao giờ bắt được. Cả 30 con là 30 con thôi. Có năm nay là mình bắt được sai lớn. À, vậy là quá trình nuôi là mình có sử dụng men thuốc gì không? Men của ấy đưa đó. Cái men gây mồi với đây là men. Rồi cái men phòng bệnh của công ty đưa. Vậy hả? Là hai loại thôi. Hai loại đó. Cái xài... FGC với cái gồ diêm không? Đúng rồi. Mình chỉ xài hai loại đó thôi. Hai loại đó. Rồi chú thấy nó hiệu quả không? Hiệu quả, nó gây mồi này kia, đột dạo rồi hiệu quả. Rồi trong quá trình nuôi nước đẹp không, đáy sạch không, rồi không có bị vấn đề mà ví dụ nổi đầu gì không? Không, hồi nuôi tới giờ là tới nhà bắt luôn là không có bị nổi đầu. Vậy ha? Không bị. Hay, con thấy năm nay thời tiết im luôn. Con thấy thời tiết nắng năm nay là tôm ta bị nổi đầu vô. Không, không bị. Không có bị nổi đầu gì. Rắc hoài tới thì thôi chứ không bị. Cua cũng êm luôn ha? Cua êm. Mà nếu mà mình xài vậy đó, mình thấy là bà con xung quanh mà không có làm theo cái quy trình khác là có hiệu quả không? Không, vòng vòng đây là như là không ai được hết. Vậy luôn? Đúng rồi, vòng vòng đây là nguyên luôn, là chỉ có ba người là thấy chung là một giống là có bị được thôi. Là chúng thôi? Đúng rồi. Còn mấy người khác là không được? Không được. Vậy ha? Vậy là nó có khác biệt. Và chú thấy con số SGC39 này nó có phù hợp với Vĩnh Thuận mình không? Đúng rồi, phù hợp. Năm nay thấy như dầu quá của mình đó, vòng vòng thả không đạt luôn. Mấy cái dầu quá khác ha? Dầu quá khác là không trúng luôn. Thôi, dầu quá khác là không trúng. Năm nay là đa số là như là không lớn luôn. Tôi cũng có nằm là tôi mới mua là thả dầu quá là nó không lớn luôn. Tôi thật luôn đó chứ không phải là gì. Vậy ha. Còn cái số mình nó nhận tốt. Nhận tốt, lớn màu, lấy màu. Vậy là mặc dù thời tiết năm nay khó khăn mà nuôi vẫn hiệu quả đó. Thì cũng nhiều bà con á thì cũng muốn cũng như mình thấy mình làm hiệu quả, nhiều khi bà con mà chưa tin đó thì mình theo chú á, thì dù chú có cái lời khuyên nào để bà con mạnh dạn mình có thể mình thử nuôi súng này, cũng áp dụng quy trình mà mình xài men để mình nuôi tôm đó, để mình cải tạo đất đai lúc
so với lúc trước đây nó bị bạc màu đó, nó nuôi vậy rồi chú có kiếm. Tôi nuôi cứ cá bà con thế như là nuôi tôm này tới màu lớn vậy đó, tại thuốc men nó vậy đó, đạt đó thì nếu ai theo được thì theo, như xe gì đó, mình cũng biết chỉ làm sao. Dạ. Mà chú nuôi qua quá trình vậy là cái chi phí nó cao không? Nuôi không có gì đâu cao, tiền giống như ấy rồi coi, đâu có cao gì đâu, mình cái tạo vôi men men rồi tốt thì ấy thôi chứ đâu vậy. Dạ. Canh mà đâu có gì đâu. Tính ra con thấy chỗ em cường dắt xài cỡ thùng gửi men cái gì, thùng gửi men cỡ 4 triệu mấy thôi. Là đúng rồi. Tính ra là mình bắt là chưa hết nữa mà 80-90 triệu rồi. Chưa hết nữa. Đúng rồi. Rồi vậy con cũng như thay mặt công ty ha, hôm nay xuống rồi cũng cảm ơn chú đã tin tưởng á, rồi cũng sử dụng đồng hành, hy vọng sắp tới mình nuôi càng ngày tốt hơn, rồi hai nữa là mình chia sẻ với bà con xung quanh. Chúc mắt cảm ơn công ty. Để cùng nhau mình phát triển ha. Rồi con cảm ơn nhiều, chúc thành công ha. Dạ.